Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải Clubby Soccer 2017, thì tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và ông thầy của mình tại câu lạc bộ Real Madrid là Zidane đã ẩm trọn hai giải thưởng lớn của năm là cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất. Clubby Soccer Awards là giải thưởng do Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu và Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu bình chọn. Sau một năm thi đấu chói sáng trong màu áo của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2017 khi vượt qua Lionel Messi của Barcelona và Neymar của Paris Saint-Germain tại lễ trao giải Global Soccer 2017. Nhưng vì nhiều lý do mà Ronaldo không thể tới Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và phải nhận giải thưởng này qua màn hình TV. Đây là khoảng khắc đặc biệt đối với tôi. Tôi cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên và câu lạc bộ Real. Tôi đã có một năm tuyệt vời với rất nhiều danh hiệu và cúp vô địch. Cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu cho tôi. Năm tới hãy tiếp tục như vậy nhé. Giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm đã thuộc về cựu tiền vệ tài năng người Pháp Zinedine Zidane. Dưới sự chèo lái của Zizou, Real đã có một năm 2017 đại thành công với 5 chức vô địch gồm Champions League, La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha cũng giành luôn danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất năm 2017. Ngoài ra, tại lễ trao giải Globe Soccer 2017, cựu thủ quân Francesco Totti của AS Roma và huấn luyện viên Marcello Lippi cũng nhận được giải thưởng sự nghiệp với những đóng góp của mình. Huyền thoại Carles Puyol của Barcelona cũng nhận một danh hiệu đặc biệt tôn vinh những công hiến của anh với gã khổng lồ xứ Catalan.